Chào mừng các bạn đến với chương trình Ngữ văn lớp 9, bộ sách Chân trời sáng tạo của trang web olm.vn. Các bạn thân mến, ở tiết học trước, cô và các bạn đã tìm hiểu những đặc điểm của văn bản giới thiệu về một danh lam thắng cảnh được thể hiện trong bài viết Vườn quốc gia Cúc Phương. Ở video ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với những nội dung còn lại. Đầu tiên đó là thông tin cơ bản và nhan đề của văn bản bây giờ chúng ta sẽ ôn lại một số kiến thức trọng tâm câu hỏi đầu tiên đặt ra cho các bạn đó là thông tin cơ bản là gì thông tin cơ bản là thông tin chính quan trọng toát ra từ toàn bộ văn bản thông tin cơ bản được hỗ trợ bởi các thông tin chi tiết về nhan đề nhan đề của văn bản thông tin thường sẽ ngắn gọn gồm một câu hoặc một vài từ để tóm tắt nội dung của văn bản. Nhan đề cũng có tính xúc tích, phải truyền đạt được thông tin một cách rõ ràng, không gây hiểu lầm cho người đọc. Nhan đề cũng cần phải có tính hấp dẫn, thu hút sự chú ý của người đọc và kích thích họ đọc tiếp văn bản. Bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu về thông tin cơ bản và nhan đề của văn bản Vườn Quốc gia Cúc Phương theo các bạn những thông tin cơ bản của bài viết vườn quốc gia cúc phương là gì những thông tin cơ bản của văn bản có thể thấy rõ như sau văn bản đã giới thiệu những đặc điểm quan trọng của vườn quốc gia cúc phương khiến nơi đây trở thành điểm đến sinh thái nổi tiếng hấp dẫn với những ai say mê khám phá và du lịch thứ nhất đó là điểm độc đáo về quần thể động thực vật trong đó, người viết còn chia ra cụ thể trình bày về thực vật, sau đó là động vật. Thứ hai là đặc sắc về cảnh quan thiên nhiên và giá trị văn hóa. Nhân đề vườn quốc gia Cúc Phương đã khái quát được nội dung của toàn văn bản, vì tất cả các thông tin cơ bản của văn bản này đều tập trung hướng đến việc giới thiệu, làm rõ những đặc điểm của vườn quốc gia Cúc Phương. Bên cạnh đó, các bạn cần phải lưu ý, vai trò của nhan đề trong văn bản thông tin thường là tóm tắt khái quát nội dung chính của văn bản do vậy khi đọc văn bản thông tin cần chú ý nhan đề từ nhan đề có thể dự đoán về nội dung chính của những thông tin cơ bản của văn bản trên cơ sở đó huy động hiểu biết nền sử dụng một số kỹ thuật chiến thuật đọc phù hợp ví dụ như có thể đọc lướt hệ thống đề mục để tìm hiểu thông tin cơ bản đọc quét để tìm hiểu thông tin chi tiết và phân biệt thông tin cơ bản và chi tiết v v kế đến chúng ta sẽ tìm hiểu về chi tiết quan trọng trong văn bản trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu sâu về một chi tiết rất thú vị có trong bài viết khi giới thiệu về đặc điểm quần thể động thực vật của Vườn Quốc gia Cúc Phương, tác giả đề cập đến loài vọc mông trắng. Bài viết đã nhấn mạnh điều gì về loài vọc mông trắng? Rất chính xác, việc loài vọc mông trắng vốn không tồn tại ở nơi nào khác trên thế giới ngoài Vườn Quốc gia Cúc Phương ở Việt Nam cho thấy môi trường sinh thái của Cúc Phương còn rất hoang sơ, cung cấp điều kiện sống và sinh trưởng an toàn, tốt nhất cho các loài động thực vật, đặc biệt với cả những loài tưởng chừng đã tuyệt chủng như vọt mông trắng. Khi giới thiệu về đặc điểm quần thể động thực vật của vườn quốc gia Cúc Phương, tác giả không chọn chi tiết khác mà lại đề cập chi tiết loài vọt mông trắng được chọn làm biểu tượng ở nơi này. Điều này có ý nghĩa gì? Cách giới thiệu và đề cập chi tiết của tác giả cho thấy chi tiết ấy là chi tiết quan trọng đắt giá góp phần làm rõ giá trị về quần thể động vật và môi trường sinh thái của khu rừng cung cấp thông tin rất quan trọng về biểu tượng của vườn quốc gia cúc phương đồng thời là minh chứng rõ ràng thuyết phục cho việc khẳng định cúc phương xứng đáng là một khu vườn quốc gia điểm du lịch sinh thái nổi tiếng và hấp dẫn với những ai say mê khám phá và du lịch từ đó chúng ta có thể rút ra một số kết luận về cách đánh giá vai trò của một chi tiết quan trọng trong văn bản như sau thứ nhất chúng ta cần phải xác định được chi tiết quan trọng trong văn bản thường đó sẽ là những chi tiết góp phần biểu đạt rõ nội dung thông tin cơ bản của văn bản sau đó chúng ta nhận xét đánh giá về vai trò của các chi tiết ấy trong việc biểu đạt nội dung chính thông tin cơ bản của văn bản góp phần thực hiện mục đích viết của văn bản như vậy vừa rồi chúng ta đã cùng nhau trải qua hai nội dung thứ nhất là thông tin cơ bản và nhan đề của văn bản thứ hai là chi tiết quan trọng của văn bản bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tổng kết về nội dung bài viết cung cấp cho người đọc thông tin về vườn quốc gia cúc phương vị trí địa lý lịch sử hình thành hệ thống động thực vật cảnh quan thiên nhiên và các giá trị văn hóa mà rừng cúc phương mang lại từ đó người đọc thấy được giá trị tiềm năng phát triển rất lớn mà vườn quốc gia cúc phương đang sở hữu về nghệ thuật bài viết có bố cục chặt chẽ logic ngôn từ dễ hiểu đơn giản sử dụng hệ thống phương tiện phi ngôn ngữ có hiệu quả cao trong việc truyền đạt nội dung văn bản. Cách trình bày thông tin của văn bản có sự kết hợp hài hòa, trong đó đặc biệt là khái quát về các đối tượng cần phân loại và giới thiệu chi tiết từng đối tượng cụ thể để giúp người đọc có thể dễ dàng theo dõi các nội dung. Các bạn thân mến, thông qua bài học ngày hôm nay, hy vọng rằng các bạn đã có những kiến thức thú vị về vườn quốc gia quốc vương. Bên cạnh đó, cũng có thể rèn luyện thêm về kỹ năng viết một văn bản thông tin giới thiệu về một danh lam thắng cảnh còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những bài giảng tiếp theo